Thưa quý vị, những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn Đà Nẵng có những chuyển biến rõ nét, đặc biệt là trong việc chuyển đổi phát triển các hợp tác xã kiểu mới, hình thành các liên kết chuỗi có giá trị kinh tế cao với nhiều sản phẩm đa dạng đặc trưng mang thương hiệu Đà Nẵng. Trong chặng đường phát triển đó, không thể không kể đến vai trò, sự đồng hành của Liên minh Hợp tác xã thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Hợp tác xã Việt Nam ngày 11 tháng 4. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội Liên minh Hợp tác xã thành phố lần thứ 6 đến nay, tổ chức bộ máy của Liên minh Hợp tác xã thành phố ngày càng hoàn thiện và nâng cao năng lực. Toàn thành phố có 134 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động, thu hút hơn 9.400 hội viên, giải quyết việc làm cho gần 14.900 lao động. Nhờ sự đồng hành sâu sát của Liên minh Hợp tác xã đã góp phần tạo chuyển biến mới trong khu vực kinh tế tập thể của Đà Nẵng. Liên minh Hợp tác xã thành phố là tổ chức kết nối các cái hợp tác xã thành viên lại với nhau. Nó đóng một vai trò quan trọng trong coi như là chuyển giao công nghệ này, tuyên truyền về chủ trương này, rồi coi như là kết nối cung cầu về sản phẩm và hỗ trợ và chuyển giao những cái thông tin, những cái chủ trương của thành phố đến với hợp tác xã để mà các thành viên nắm được cái tình hình cái chủ trương đó mà thực hiện cho đúng theo cái định hướng của thành phố. Đặc biệt cùng với xu thế phát triển của hợp tác xã kiểu mới, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả của các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động và tiếp cận với cơ chế, chính sách, nguồn vốn đầu tư. Đến nay, hầu hết các hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành chuyển đổi sang mô hình mới, mở ra thêm nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian đến. Sau quá trình mà tuyên truyền thành lập cái chủ trương hợp tác xã theo cái luật hợp tác xã mới á, thì phải nói rằng là xu thế hợp tác xã sau này làm ăn có cái xu thế nó tốt hơn, nó khả quan hơn. Và cũng như các cái doanh nghiệp, thành phần doanh nghiệp khác thì hợp tác xã đóng vai trò cũng quan trọng. Trong đó một sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã cũng như là của thành phố đóng vai trò quan trọng để tạo động lực thúc đẩy cho hợp tác xã là phát triển. Bên cạnh những thuận lợi, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đe dọa tới an ninh lương thực toàn cầu. Cùng với đó, quá trình phát triển hợp tác xã phải đối mặt với nhiều vấn đề của đô thị hóa mà chưa có sự đầu tư quan tâm đúng mức. Mỗi hợp tác xã đều có mỗi cái khó khăn riêng. Riêng hợp tác xã chúng tôi thì cũng mong muốn là Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng cũng như Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp tạo điều kiện, đề xuất thành phố tạo điều kiện cho hợp tác xã trong tình hình hiện nay là thứ nhất ưu đãi về thuế, thứ hai tạo cái mặt bằng cho thuê đất thời hạn lâu dài để cho hợp tác xã bây giờ để có hướng phát triển thêm. Thời gian tới thì chúng tôi có kế hoạch đầu năm là nói chung là tập trung cho cái công tác tuyên truyền phổ biến về cái luật hợp tác xã năm 2012 cũng như những chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Và chúng tôi là giúp cho các hợp tác xã là tạo cái động lực thành lập mới cũng như là xúc tiến những thương mại, dịch vụ. Hơn bao giờ hết, thực tiễn đòi hỏi khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phải tự thay đổi cách thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu và tận dụng được những cơ hội phát triển trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Trước những thách thức đặt ra trong thời gian tới, vai trò của Liên minh Hợp tác xã thành phố là chìa khóa then chốt để giúp các hợp tác xã hội nhập và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.